6 Dương Quảng Hàm đây các bạn, ở bên góc chung cư của K6, cái đường nối giữa Dương Quảng Hàm và Phan Văn Trị. Quán mình là bán từ mấy giờ đến mấy giờ em? Từ 3-4 giờ tới mấy giờ? 9-10 giờ tới. Khoảng 3-4 giờ chiều là dọn ra. Một suất nem ở đây là bao nhiêu tiền em? 33.000 một suất. Đây, cô bé đang gọt chú chát rau, những cái món ăn kèm với lại nem nướng bên hòa, dưa leo nè, thái mỏng nè, sỏi nè, dưa chua nè, hành tím ngâm nè, còn bên đây là rau sống để ăn kèm với lại nem nướng. Cuối đường kia là đường Phan Văn Trị và đây là con đường nối giữa Phan Văn Trị và Dương Quảng Hàm. Thì ở giữa nó sẽ có là chung cư K26. Ngay đoạn giữa bên lề đường chúng ta sẽ có quán nem nướng Minh Hòa đặc sản Nha Trang Anh Thái. Rất là nhỏ nhắn và được rất là nhiều thực khách ghé tận của mình. Đây khách đang cuốn nem với lại rau đây các bạn. Cô bé học sinh mới ăn xong sau một buổi học mệt nhỏ đã bụng thì ghé tới đây ăn suốt có 33.000 thôi. Đang dắt xe ra đây. Chung cư K26 lô A3 là quán nem nướng Liên Hòa hiệu Anh Thái bên phòng chung cư, giá chỉ có 33.000 thôi và rất là ngon. Cũng được nem nướng Nha Trang. Đây là những cái rau và dưa chua, rau xà lách, rau thơm. Sau đây cô bé sẽ dỡ cái tay cho coi những cái hộp món đi ăn kèm không để thiếu khi mà nem nướng, bánh tráng, cuốn, chiên giòn. Và đây là hộp nem nướng rất là thơm. Này nem được làm chín sẵn và phải giữ trong một cái bình như thế này để giữ nóng nha các bạn. Rất là thơm. Đây là nước nhân được làm từ tôm hoặc là thịt và với cà chua. Nó sẽ bỏ thêm tí đậu phụ để cho nó ngon. Trên bàn thì có hành nước, giấy,
cái dĩa nem chua. Một gói thế này là 5.000. Một dĩa như thế này sẽ có giá là 30.000. Đây là bánh tráng giòn, chiên giòn, ăn kèm với lại nem. Được đựng trong này để cho bánh tráng luôn được giữ giòn. Đây là cái hộp đựng nem, giữ cho nem luôn nóng, nem chín sẵn rồi. Đây là nước nhân, nước chấm của nem nướng cũng được bỏ trong một cái bình để giữ nóng. Cư 26 là nem nướng Ninh Hòa hiệu Anh Thái tại lô A3. Đây là quán nem nướng Ninh Hòa có nguồn gốc từ Nha Trang, Anh Thái tại chung cư 26 Dương Quảng Hàm, Gò Vấp, một quán nhỏ bên hông chung cư. Thank you.
thêm thịt rau với lại dưa chua cho khách, kỳ vọng thêm phần.